Bí ẩn đội quân hổ thần huyền thoại trong lịch sử Việt Nam. Ngoài biệt tài biết nhiều ngoại ngữ, cuộc đời danh tướng Trần Nhật Duật còn để lại những giai thoại rất ly kỳ. Trong đó có chuyện về đội binh hổ thần giúp ông đánh giặc, chuyện lạ của vị tiên đồng Giáng sinh nơi hạ giới. Trần Nhật Duật là con trai thứ 6 của vua Trần Thái Tông, là em khác mẹ của vua Trần Thánh Tông và danh tướng Trần Quang Khải. Ông sinh tháng 4 năm Ất Mão, tức năm 1255. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết về sự ra đời của ông như sau. Mùa hạ tháng 4, hoàng tử thứ 6 Nhật Duật sinh. Trước đó, đạo sĩ Cung Thái Thanh tên là Thẩm cầu tự cho vua. Đọc sớ xong, đạo sĩ tâu vua: Thượng đế đã y lời sớ tấu, sắp sai Chiêu Văn đồng tử giáng sinh ở trần thế 4 kỳ 48 năm. Thế rồi hậu cung có mang, sau quả nhiên sinh con trai, hai cánh tay có chữ Chiêu Văn đồng tử, nét chữ rất rõ, vì thế đặt hiệu là Chiêu Văn. Lớn lên, nét chữ mới mất đi. Đến năm Nhật Duật 48 tuổi, bị ốm hơn 1 tháng. Các con ông làm chay xin giảm tuổi thọ của mình để kéo dài tuổi thọ cho cha. Đạo sĩ đọc sớ xong, đứng dậy nói: Thượng đế xem sớ xong cười bảo, sao hắn quyến luyến trần tục muốn ở lại lâu thế? Nhưng các con hắn thực lòng hiếu thảo cũng đáng cho. Thôi cho thêm 2 kỳ nữa. Thế rồi bệnh liền khỏi. Sau Nhật Duật mất thọ 77 tuổi, thế là được đủ 6 kỳ lẻ 5 năm. Thân mẫu của Trần Nhật Duật là Vũ Thị Vượng, còn gọi là Vượng Nương, quê ở làng Miễu, xã Mạc Lăng, huyện Tây Chân, phủ Thiên Trường, nay là huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Năm Kỷ Hợi, tức năm 1239, Trần Thái Tông đi tuần thú qua vùng này, tình cờ nghe nói đến cô gái thôn quê hình dung yểu điệu, nhan sắc tuyệt trần, giỏi nghề canh cười, chăm việc ruộng đồng, nổi tiếng cả vùng, vừa đẹp người lại đẹp nết, nên đã đưa nàng vào cung, lập làm cung phi thứ 5, hiệu là Vũ Phi. Khi Trần Nhật Duật ra đời, được mẹ hết lòng chăm sóc, nuôi dạy, nên từ nhỏ đã nổi tiếng là hoàng tử hiếu học và sớm lộ thiên tri, ham thích hiểu biết. Lớn lên thì trở thành một người thông minh, tính tình nhã nhặn, lại rất đa tài, đủ cả cầm kỳ thi họa, thích âm nhạc diễn sướng, đặc biệt giỏi tiếng các dân tộc thiểu số và tiếng lân bang. Trong sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí, tác giả Phan Huy Chú đã viết về Trần Nhật Duật như sau. Ông là người nhã nhặn và độ lượng, vui buồn chẳng hề lộ ra trên nét mặt, được người đương thời khen là bậc uyên bác. Những văn thư của triều đình lúc bấy giờ đều do tay ông thảo ra tất cả. Ông lại thông thuộc tiếng nói của các giống người phiên, và khi tiếp người Tống thì có thể ngồi nói chuyện cả ngày mà không cần đến người dịch. Sứ giả từ Chiêm Thành, từ Sách Mã Tích, một đảo quốc cổ nay thuộc Malaysia, hay các giống người Man, ý nói các dân tộc thiểu số, tác giả đến nước ta, ông đều có thể nói chuyện và tiếp đãi theo tục của họ. Vua Trần Nhân Tông thường nói rằng ông là hiện thân của các bộ tộc phiên di. Ông là đấng thân vương quý hiếm, làm quan trải thờ 4 đời vua, 3 lần lãnh chức đứng đầu các trấn lớn. Nhà ông không ngày nào mà lại không có cuộc hát sướng. Người ta ví ông với Quách Tử Nghi đời nhà Đường bên Trung Quốc vậy. Cũng nhờ tài am hiểu phong tục và nói được tiếng dân tộc thiểu số, nên vào cuối năm Canh Thìn, tức năm 1280, khi ấy Trần Nhật Duật mới ở tuổi 25, đã dẹp được cuộc nổi loạn mà không tốn đến một mũi tên hòn đạn,
tại đảo Đà Giang thuộc vùng Tây Bắc của đất nước, khiến viên chúa đạo là Trịnh Giác Mật phải nể phục quy hàng. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết, Mật mời ngồi, Nhật Duật biết nói tiếng và hiểu phong tục các nước, cùng với Mật ăn bằng tay, uống bằng mũi, người Man thấy vậy thích lắm. Khi Nhật Duật về quân doanh, Mật liền đem gia thuộc đến doanh xin đầu hàng. Mọi người thấy vậy đều kính phục vui mừng, vì không hề mất một mũi tên mà vẫn dẹp yên được sự phản loạn ở Đà Giang. Đội quân Hổ Thần giúp Chiêu Văn Vương phá giặc. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 năm Ất Dậu, tức năm 1285, và lần thứ 3 năm Mậu Tý, tức năm 1288, Trần Nhật Duật đã góp công lớn. Ông còn sử dụng đạo quân người Tống chạy sang quy phục, được ông Sung Nạp thu nhận, và toán quân đó đã khiến cho quân Nguyên hoảng sợ trong trận Hàm Tử Quan. Sau đó, ông còn vâng lệnh vua đánh giặc Man ở Sách A Lộc, đánh quân Chiêm ở phía Nam nên được triều đình phong làm Thái úy quốc công, rồi làm Tá Thanh Thái Sư, tước Đại Vương. Đánh giá về ông trong Đại Nam Quốc Sử diễn ca tóm lược như sau: Trần Hưng Đạo đã anh hùng, mà Trần Nhật Duật kẻ công cũng nhiều. Có một câu chuyện kỳ lạ về Trần Nhật Duật đáng nhắc đến, xảy ra trong thời điểm đầu của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2. Khi ấy, vào cuối năm Giáp Thân, tức năm 1284, vua Nguyên Hốt Tất Liệt sai con trai là Thái tử Thoát Hoan đem 50 vạn quân sang xâm lược Đại Việt. Chúng nói phao lên 80 vạn. Thế giặc rất mạnh, quân ta chống không nổi, phải tạm thời rút lui để bảo toàn lực lượng, tránh những đòn mạnh nhất của kẻ thù đang lúc hung hăng. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật được trao trọng trách chỉ huy một cánh quân lớn lập phòng tuyến sông Lô đánh chặn để cản bước tiến ồ ạt của giặc Nguyên. Tại trận chiến ở trại Thu Vật nay thuộc Tuyên Quang, gặp thế bất lợi, Trần Nhật Duật phải dẫn quân lui về Bạch Hạc nay thuộc Phú Thọ. Quân giặc đuổi theo rất gấp, tình thế vô cùng nguy cấp. Đến vùng Phan Lương nay thuộc làng Bạch Lưu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, thì bất ngờ có một đội quân từ trong núi Long Động đổ ra đánh vào sườn quân Nguyên. Thấy cánh hữu của giặc gươm giáo lộn xộn, cờ xí nghiêng ngả, Trần Nhật Duật cho rằng quân hương dũng của thổ hào địa phương muốn lập công đánh giặc, ông liền quay binh lại hiệp lực. Giặc Nguyên hốt hoảng, tưởng chúng phải kế mai phục của ta, lại không rõ binh lực của đối phương ra sao, nên rất kinh hãi, bỏ chạy hỗn loạn. Quân ta thừa thắng đuổi theo, dồn địch xuống quá Bạch Hạc. Sau trận đánh, Trần Nhật Duật khi thu quân cho đóng trại nghỉ ngơi, ông không thấy đội hương binh kia, bèn gọi một viên tùy tướng lại nói: Ngươi đến dãy núi kia tìm thủ lĩnh đội hương binh về đây gặp ta. Viên tướng tuân lệnh, thúc ngựa phi đi. Khi tới làng Bạch Lưu nằm dưới chân núi thì chứng kiến cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Một đàn hổ đen đông tới mấy ngàn con lũ lượt nối đuôi nhau đi lên núi. Quá kinh ngạc, viên tướng nọ vội quay đầu ngựa phóng về thuật lại toàn bộ sự việc cho chủ tướng. Trần Nhật Duật nghe xong thất kinh, bèn cho mời một số phụ lão trong vùng đến hỏi. Có cụ già nói: Bẩm vương gia, đấy là thừa tướng Lữ Gia Hiển Linh hộ quốc, chứ không có đội thổ hào dân binh nào cả. Con hổ cũng không phải là hổ thực. Tiếp đó, ông lão kể rằng, xưa kia vào thời nhà Triệu, khi quân Hán tiến đánh, thừa tướng Lữ Gia vốn là người Việt, quê ở Châu Hoan, nay là Thanh Hóa, đã bỏ kinh đô Phiên Ngung chạy về lập căn cứ ở núi Long Động chống quân giặc. Sau đó vì thua trận mà mất. Dân thương tiếc lập đền thờ tôn làm thần núi Long Động. Ông thường hiển linh giúp đời. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật cho là chuyện lạ,
sai người ghi chép lại. Đến khi thắng giặc Nguyên Mông, ông cho sửa sang tôn tạo lại đền miếu thờ Lữ Gia và sai người sưu tầm viết lại thần tích, thu lượm các chuyện truyền kỳ có liên quan để lưu truyền cho đời sau. Theo tác giả Lê Thái Dũng từ website kiến thức.net.vn, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt qua giọng đọc Trọng Tuân. Mời quý vị và các bạn đăng ký, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Thiết kế website chọn gói chỉ từ 1.800.000 đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm, thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300.000 đồng, đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, chợ tốt, mua bán.net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978106552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này.